trả dép cho bố. Không. Bố ơi, chân con bẩn lắm, ra rửa chân. Bẩn chưa? Bố rửa chân cho con. Rửa nhá. Hai gì cháu này, nhìn này. Nào, cho bà mấy con cháu con chuyện này. Quá đẹp. Cười tươi, cười tươi. Cười anh Táo ơi. Cười. Cười lên. Ôi, cười đi bà, không cười chán lắm. Nhưng mà công nhận trên này thích thật. Con phải được 27 cân thì con mới chịu. Lúa tốt không? Lúa tốt. Cây cây này là cây gì? Nhiều quả. Tí này. Ôi con kéo rơi kìa. Toàn rô phi kìa. Ôi rơi mất kìa, kìa chộp đấy, chộp đấy. Được à? Vẫn chộp được đấy. Đấy, buộc vào bỏ lên đây. Câu được cả bống à? Đấy, bống nó đầy đây. Ai là cả bống à? Giờ này nó đói ấy. Hôm câu sáng nó bắt, hôm câu sáng không bắt. Cá này hay lắm. Cháu làm gì con? Xuống đúng chân. Khéo ngã đi nhá. Đám này nó đang mở ao, cháu đuổi về còn trâu nó ăn túi trên chỗ gốc bưởi, chắc khéo trâu bài cũng ở đâu trên khe. Đi về đi. Bố cắm con được không? Mệt quá. Cô không biết đấy. Ông phải ông, trong cái cây này là cây gì? Cây gì đó thôi là biết được. Đây có cây me này ăn được này ông nhỉ? Ừ, ăn được. Cây đấy chua. Cây làm tam. Hả? Tôi gọi là cây làm tam. Cây này có ai lấy quả nấu canh không? Không, ăn dễ chín, ăn cái trẻ nó ăn đi cho người ăn là gì? Còn ăn xanh cứ leo rồi. À, thế trên này cũng có cá mà cháu mấy lần cháu lên câu chẳng được con nào. Ôi cá bây giờ khó ăn lắm. Mấy năm trước người ta câu nhiều cá to rồi. Vâng. Nhưng mà năm nay cá to câu kém này. Thì có đôi khi lại 2-3 ngón tay nữa. Thì khoảng con bằng bàn tay thì. Có tắm yến hơn yến đó. Đó à, câu được. Có cả cá chép à? Có chép. Chép 6-7 cân con. Rồi ít khi dính nó lắm. Vâng. Con phải được 27 cân thì con mới chịu.